Chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục. Và hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em trong bộ môn vật lý lớp 11. Ở tuần trước, các em đã được nghiên cứu về các hiện tượng như khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần. Sang tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về ánh sáng cũng như sự tạo ảnh của ánh sáng qua các quang cụ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chương số 7, mắt, các dụng cụ quang. Ở chương này, chúng ta sẽ được nghiên cứu về mắt và một số các dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt, ví dụ như lăng kính, kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn. Bài đầu tiên của chương chúng ta sẽ nghiên cứu đó là bài số 28, lăng kính. Vậy, lăng kính là gì? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào phần đầu tiên của bài học, cấu tạo của lăng kính. Trước hết, chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ, định nghĩa về lăng kính. Các em hãy quan sát một số hình ảnh sau đây. Hình ảnh mà chúng ta vừa quan sát đó là những lăng kính trong thực tế. Từ hình ảnh trên, chúng ta thấy vật liệu để chế tạo lăng kính phải là những vật liệu trong suốt, ví dụ như thủy tinh hay nhựa trong. Về hình dạng, ta thấy các lăng kính có hình dạng là một hình lăng trụ. Có thể là lăng trụ tam giác, lăng trụ tứ giác hay lăng trụ ngũ giác. Thông thường sẽ là một lăng trụ tam giác. Từ đó thì chúng ta có thể đưa ra được kết luận về lăng kính như sau. Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất, ví dụ như thủy tinh hay nhựa, thường có dạng là một lăng trụ tam giác. Ngoài những vật liệu trong suốt như cô vừa kể trên, các em hãy thử suy nghĩ xem chúng ta có thể tự chế tạo một lăng kính bằng chất liệu khác được hay không, ví dụ như bằng nước chẳng hạn. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu ở nhà nhé. Sau đây, cô và các em sẽ tiếp tục nghiên cứu sang mục 2 nhỏ, các phần tử của lăng kính. Xét một lăng kính MNP, M'N', P'. Nếu gọi hai mặt phẳng M, M', P', P và M, M', N', N là hai mặt bên, thì mặt phẳng còn lại N, N', P', P được gọi là mặt đáy. Khi đó, giao tuyến của hai mặt bên là M, M' được gọi là cạnh của lăng kính. Vậy, ta có thể kết luận các phần tử của lăng kính sẽ bao gồm cạnh, đáy và hai mặt bên. Các em lưu ý rằng trong ba mặt phẳng cô vừa kể trên thì mặt phẳng nào cũng có thể được coi là mặt đáy. Khi đó, hai mặt phẳng còn lại sẽ là hai mặt bên. Tuy nhiên, trong thực tế một số trường hợp thì khi sản xuất lăng kính, nhà sản xuất thường xác định sẵn một mặt là mặt đáy và thường làm nhám mặt này để tiện cho việc sử dụng. Khi sử dụng lăng kính thì chùm tia sáng hẹp được chiếu truyền qua lăng kính trong một mặt phẳng vuông góc với cạnh của lăng kính, ví dụ như mặt phẳng tam giác ABC và được gọi là tiết diện của lăng kính. Do đó, một lăng kính sẽ được biểu diễn bởi một tam giác tiết diện thẳng như hình sau. Xét về phương diện quang học thì một lăng kính được đặc trưng bởi hai yếu tố. Thứ nhất là góc chiết quang A. Thứ hai, đó là chiết xuất N. Góc chiết quang được xác định là góc tạo bởi giữa hai mặt bên của lăng kính. Còn chiết xuất N là chiết xuất tỷ đối của chất làm lăng kính đối với môi trường đặt nó. Nếu như môi trường đặt lăng kính là không khí, thì chiết xuất tỷ đối cũng chính là chiết xuất tuyệt đối của chất làm lăng kính. Và các em lưu ý, trong giới hạn chương trình của chúng ta luôn luôn xét những lăng kính đặt trong không khí. Vì vậy, chiết xuất tỷ đối của lăng kính đối với môi trường đặt lăng kính cũng chính là chiết xuất tuyệt đối của lăng kính. Khi chiếu ánh sáng tới lăng kính, thì đường đi của ánh sáng qua lăng kính như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sang mục 2 La Mã, đường truyền của tia sáng qua lăng kính. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tác dụng tán sắc ánh sáng trắng của lăng kính. Các em hãy quan sát hình mô phỏng sau đây. Cô sử dụng một nguồn sáng trắng,
Ví dụ như ánh sáng phát ra từ bóng đèn sợi đốt hoặc bóng đèn huỳnh quang hay ánh sáng mặt trời, cho chiếu qua một tấm chắn khe sáng để ta tách ra một tia sáng hẹp chiếu tới lăng kính P. Phía sau lăng kính, ta đặt một màn chắn AB để hứng chùm tia sáng. Quan sát hình ảnh, ta thấy khi ánh sáng trắng chiếu tới mặt bên của lăng kính, phía sau lăng kính ta sẽ thu được một chùm sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Hiện tượng cô vừa mô tả với các em ở đây chính là hiện tượng tán sắc ánh sáng gây ra bởi lăng kính, được nhà vật lý Newton phát hiện ra vào năm 1669. Vậy, khi ánh sáng trắng qua lăng kính, thì lăng kính có tác dụng phân tích chùm sáng trắng thành nhiều chùm sáng có màu khác nhau. Mỗi một chùm sáng có một màu nhất định, được gọi là một chùm tia đơn sắc. Và sau đây, trong các bài toán của chúng ta sẽ chỉ xét một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc tới lăng kính. Khi đó, đường đi của tia sáng có đặc điểm gì? Chúng ta sẽ nghiên cứu sang mục 2 nhỏ, đường truyền của tia sáng qua lăng kính. Ta xét một lăng kính có chiết xuất N đặt trong không khí. Và chúng ta cũng biết là không khí có chiết xuất luôn lớn hơn các môi trường khác và chiết xuất của không khí có giá trị xấp xỉ bằng 1. Chiếu tia sáng SI tới mặt bên thứ nhất với góc tới I1. Tại điểm tới Y, xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi ánh sáng đi từ môi trường có chiết xuất nhỏ sang môi trường có chiết xuất lớn hơn, thì tia khúc xạ sẽ lệch gần pháp tuyến hơn. Vì vậy, ta sẽ thu được tia khúc xạ EZ đi vào trong lăng kính với góc khúc xạ R1 luôn nhỏ hơn góc tới. Tia EZ trở thành tia tới ở mặt số 2 với góc tới R2. Tại điểm tới Z, ánh sáng có xu hướng đi từ môi trường có chiết xuất lớn sang môi trường có chiết xuất nhỏ hơn. Cho nên tia khúc xạ JR sẽ lệch xa pháp tuyến hơn. Với góc khúc xạ là I2 sẽ lớn hơn góc tới R2. Quan sát đường đi của tia sáng, ta nhận thấy khi ló ra khỏi lăng kính, tia sáng đã bị lệch về phía đáy của lăng kính. Vì vậy, ta có thể đi tới kết luận như sau. Khi có tia ló ra khỏi lăng kính, thì tia ló bao giờ cũng lệch về phía đáy của lăng kính. Khi đó, góc hợp bởi giữa phương của tia tới ban đầu SI với phương của tia ló cuối cùng JR được gọi là góc lệch D. Góc lệch D sẽ được tính như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi nghiên cứu sang mục ba la mã, các công thức của lăng kính. Quan sát hình vẽ, ta thấy tại điểm Y và điểm G xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Bằng kiến thức đã học, các em hãy viết cho cô các công thức của định luật khúc xạ ánh sáng dưới dạng đối xứng tại hai vị trí này. Các em hãy so sánh kết quả của mình với câu trả lời của cô, đó là sin I1 bằng N nhân với sin R1, sin I2 bằng N nhân với sin R2. Ngoài ra, chúng ta còn có thêm các công thức liên quan giữa các góc chiết quang A và góc lệch D với các góc tới và góc khúc xạ như sau. A bằng R1 cộng R2, D bằng I1 cộng I2 trừ A. Để chứng minh hai công thức này, các em hãy dựa vào hình vẽ kết hợp với kiến thức về góc ngoài của tam giác cũng như là kiến thức về tứ giác nội tiếp đường tròn. Bạn nào về nhà chứng minh được và trình bày vào vở bài tập, các em hãy chụp lại và gửi cho thầy cô phụ trách bộ môn để được nhận điểm khuyến khích vào bài kiểm tra thường xuyên các em nhé. Các em lưu ý, nếu như các góc tới I1 và góc chiết quang A nhỏ hơn 10 độ, thì các công thức trên có thể được viết lại là I1 bằng N nhân với R1, I2 bằng N nhân với R2, A bằng R1 cộng R2, D bằng N trừ 1 nhân A. Cần đặc biệt lưu ý đến công thức tính góc lệch D trong trường hợp này là D bằng N trừ 1 nhân A. Bởi sang năm lớp 12, khi nghiên cứu về chuyên đề tán sắc ánh sáng, chúng ta sẽ sử dụng công thức này rất nhiều. Các em lưu ý nhé! Để khắc sâu hơn những công thức trên thì cô và các em chúng ta sẽ cùng nhau đi nghiên cứu một ví dụ sau đây.
Một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí có chiết xuất n bằng căn 2. Tiết diện thẳng là tam giác đều. Chiếu một tia sáng nằm trong tiết diện thẳng của lăng kính tới mặt bên với góc tới bằng 45 độ. Tính góc lệch D. Căn cứ vào đề bài, các em hãy ghi tóm tắt bài toán vào trong vở nhé. Theo dữ kiện của đề thì chúng ta có chiết xuất n bằng căn 2. Tiết diện lăng kính là tam giác đều. Vì vậy, chúng ta xác định được góc chiết quang A bằng 60 độ. Chiếu tới lăng kính với góc tới bằng 45 độ. Vì vậy, chúng mình sẽ xác định được góc tới Y1 bằng 45 độ. Yêu cầu của đề là tính góc lệch D. Do đó mà chúng ta sẽ có bảng tóm tắt sau đây. Các em hãy dừng video lại trong 5 phút để trình bày lời giải vào vở nhé. Sau đây là phần gợi ý của cô. Để tính góc lệch D, thì ít nhất chúng ta sẽ phải đưa ra một hệ thống các công thức tính góc lệch D. Chúng ta có hai cách để tính góc lệch D, đó là D bằng Y1 cộng Y2 trừ A và D bằng N trừ 1 nhân A. Nhưng với dữ kiện của bài toán, thì công thức góc lệch D bằng Y1 cộng Y2 trừ A sẽ là hợp lý trong trường hợp này. Nhìn vào công thức này, chúng ta nhận thấy góc Y1 đã biết, góc chiết quang A đã biết. Để đi tìm góc lệch D, chúng ta sẽ đi tìm góc Y2. Thế thì góc Y2 lại được nằm ở trong công thức, đó là sin Y2 bằng N nhân với sin R2. Chiết xuất N đã biết, muốn tìm Y2, chúng ta phải đi tìm cách để tính R2 trước. Và R2 lại được nằm trong công thức A bằng R1 cộng R2. A đã biết, muốn tìm R2, chúng ta sẽ đi tìm cách tìm góc R1. Và R1 lại được nằm trong công thức, đó là sin Y1 bằng N nhân sin R1. Từ đây chúng ta nhận thấy, chiết xuất N đã biết, góc tới Y1 đã biết. Sử dụng công thức sin Y1 bằng N sin R1, chúng mình sẽ tính được góc R1. Từ đó chúng ta suy ra được góc R2. Có R2, chúng ta sẽ tính được Y2. Và cuối cùng, chúng ta sẽ tính được góc lệch D. Đáp án của cô, góc lệch D bằng 30 độ. Bạn nào chưa làm được, các em hãy dựa vào gợi ý của cô ở trên để trình bày lại vào vở. Và để tiếp tục bài học ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu sang mục 4 La Mã, ứng dụng của lăng kính. Ứng dụng đầu tiên cô muốn giới thiệu với chúng ta, đó chính là máy quang phổ. Có nhiều loại máy quang phổ, ví dụ như máy quang phổ cách tử hay máy quang phổ lăng kính. Trong chương trình của chúng ta, cô không giới thiệu với các em về máy quang phổ cách tử. Cô sẽ giới thiệu sơ lược về máy quang phổ lăng kính. Các em hãy quan sát hình ảnh sau đây. Đây chính là hình ảnh về máy quang phổ lăng kính. Trong đó, lăng kính là một bộ phận chính của máy quang phổ. Máy quang phổ sẽ có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc khác nhau, từ đó cho phép chúng ta xác định được cấu tạo của nguồn sáng. Ứng dụng số 2 cô muốn giới thiệu với các em đó chính là lăng kính phản xạ toàn phần. Nếu ta xét lăng kính hình lăng trụ tam giác, thì một lăng kính phản xạ toàn phần sẽ có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân. Các em hãy quan sát đường đi của tia sáng qua lăng kính phản xạ toàn phần. Chúng ta nhận thấy, khi chiều ánh sáng theo phương vuông góc với một mặt bên của lăng kính, ánh sáng sẽ tới mặt bên số 2 và không ló ra ngoài, mà sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần để tới mặt thứ 3, thậm chí có thể quay ngược trở về mặt đầu tiên rồi mới đi ra ngoài. Như vậy là chúng ta thấy được cái tác dụng của lăng kính phản xạ toàn phần chính là để thay đổi hướng truyền của tia sáng. Và tác dụng này của lăng kính đã được ứng dụng nhiều trong một số cái dụng cụ, ví dụ như ống nhòm hay máy ảnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về cái tác dụng này của lăng kính phản xạ toàn phần thông qua việc nghiên cứu đường đi của tia sáng qua một số thiết bị như cô vừa kể trên nhé. Trước hết, cô sẽ phân tích đường đi của tia sáng ở trong ống nhòm. Quan sát thì các em sẽ thấy là trong ống nhòm có một hệ các lăng kính phản xạ toàn phần.
Các em cần phải lưu ý rằng để mắt có thể quan sát được vật thì phải có ánh sáng xuất phát từ vật và đi tới mắt. Ánh sáng từ bên ngoài đi vào trong ống nhòm qua các lăng kính phản xạ toàn phần. Nó bị đổi hướng truyền và cuối cùng là đi tới mắt, giúp mắt có thể quan sát được vật. Hiện tượng cũng xảy ra tương tự khi ánh sáng đi vào trong máy ảnh hay trong kính tiềm vọng. Kính tiềm vọng là một thiết bị giúp các thủy thủ đi tàu ngầm nhưng vẫn có thể quan sát được hình ảnh trên mặt biển. Khi ánh sáng từ bên ngoài đi vào trong ống kính, gặp hệ các lăng kính phản xạ toàn phần sẽ đổi hướng truyền và đi vào mắt, giúp chúng ta có thể quan sát được vật. Như vậy là hôm nay cô đã giới thiệu với các em toàn bộ các kiến thức cơ bản của bài lăng kính. Sau đây, để củng cố bài học thì chúng ta sẽ cùng đi trả lời một số câu hỏi sau. Công thức xác định góc lệch D của tia sáng khi qua lăng kính là và đáp án của chúng ta ở đây đó là đáp án C. Câu 2. Chọn câu đúng. Chiếu một tia sáng tới một mặt bên của lăng kính thì A. Luôn luôn có tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai của lăng kính. B. Tia ló lệch về phía đáy của lăng kính. C. Tia ló lệch về phía đỉnh của lăng kính. D. Đường đi của tia sáng đối xứng qua mặt phân giác của góc ở đỉnh. Đáp án của chúng ta đó là đáp án B. Đáp án A không đúng, bởi vì trong một số trường hợp, khi tia sáng tới mặt bên thứ hai, có khả năng sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Cho nên, nếu khẳng định luôn luôn có tia ló ở mặt thứ hai sẽ là không đúng. Đối với đáp án C, trong điều kiện lăng kính luôn đặt trong không khí thì tia sáng sẽ luôn lệch về phía đáy. Cho nên khi khẳng định lăng kính tia ló lệch về phía đỉnh là không không đúng. Đối với câu D, đường đi của tia sáng đối xứng qua mặt phân giác của góc ở đỉnh. Đơn vị kiến thức này sẽ đúng khi mà xảy ra trường hợp có góc lệch cực tiểu. Nhưng kiến thức về góc lệch cực tiểu không nằm trong chương trình của chúng ta giới thiệu ở đây, cho nên là chúng ta sẽ, với câu khẳng định này, thì chúng ta sẽ không chọn là đáp án đúng. Câu 3. Tiết diện thẳng của một lăng kính là tam giác đều. Một tia sáng đơn sắc chiếu tới mặt bên của lăng kính và cho tia ló đi ra từ một mặt bên khác. Nếu góc tới và góc ló là 40 độ, thì góc lệch sẽ là A 40 độ, B 30 độ, C 20 độ, D 10 độ. Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B 20 độ. Đối với câu 3 thì chúng ta cũng xác định được rất nhanh. Lăng kính có tiết diện là tam giác đều, vì vậy chúng ta xác định được góc chiết quang A bằng 60 độ. Góc tới và góc ló đều là bằng 40 độ. Tức là ta xác định được góc Y1 bằng góc Y2 bằng 40 độ. Vì vậy mà góc lệch D được xác định bằng công thức Y1 cộng Y2 trừ A, tức là 40 cộng 40 trừ 60, kết quả bằng 20 độ. Vậy là những kiến thức cơ bản của bài 28 tìm hiểu về lăng kính cô đã giới thiệu cho các em. Sau đây các em sẽ ghi những nhiệm vụ về nhà và cùng thực hiện cho cô nhé. Nhiệm vụ về nhà của chúng ta sẽ gồm 3 nhiệm vụ nhỏ. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 và các bài tập 4 trang 179 sách giáo khoa. Các bài tập còn lại, cô khuyến khích chúng ta sẽ nghiên cứu và trình bày vào vở. Thứ hai, đó là các em hãy thực hành chế tạo một lăng kính bằng nước. Bạn nào thực hành tốt, làm được một lăng kính bằng nước, có thể là nước lỏng hoặc là nước đá, chúng ta sẽ chụp lại hoặc ghi hình lại để gửi lại cho các thầy cô nhé. Và thứ ba, đó là các em đọc trước bài mới, bài thấu kính mỏng. Chúc các em học tốt!